Trần Trọng Tin, tôi xin lỗi, cụ Trần Trình, Nguyễn Bình Khiêm, làm gì đã có ai mà biết đến nhà Thanh với vua Càn Long để mà xin quốc hiệu Việt Nam đây? Cho nên tin Việt Nam là được cụ Trần Trình nhắc đến. Rồi đến chú Nguyễn ở trong Nam, chú Nguyễn Phúc Chu, mà sử còn ghi là chú Minh, ông làm chúa năm 1691 đến năm 1725. Khi đi tuần thú ngang đèo Ải Vân, cái đèo ta thông thường gọi là Hải Vân đó, nhìn cảnh non sông đẹp quá, ông có làm một bài thơ Tứ Tuyệt. Tứ Tuyệt là thơ bốn câu đó. Việt Nam hiểm mại thử sơn điên, thời ông cũng chưa có Càn Long để ông xin cái tên quốc hiệu Việt Nam. Việt Nam hiểm mại thử sơn điên, hình thế hồn như thục đảo thiên, đãn kiến vân hoành tam lĩnh tuấn, bất chi nhân tại kỷ trùng thiêm. Bài thơ này cũng được học giả Phan Huy Chú chép trong lịch triều hiến chương loại trí. Dịch thành thơ, thi tài tôi đã kém cỏi, nhà chúa hào hùng tấm lòng rộng rãi, thì ông làm thơ không khai. Nhưng nói lên ý nghĩa lịch sử thì rất là phóng túc, rất là đầy đủ. Tôi xin dịch nghĩa là đỉnh núi này là ải hiểm trở của nước Việt Nam, hình thế giống như đường vào Ba Thục, đã thấy mây răng ngang ba đỉnh núi hùng vĩ, không biết người đang ở trong mấy tầng mây. Đó là thơ của chú Nguyễn Phúc Chu. Rồi đến năm 1792, đức vua anh hùng Lê Nguyễn Huệ ra tuyên cáo đổi tên nước An Nam thành Việt Nam, và ngài chưa kịp tổ chức lễ thì chết. Vua là người ngày ở thao trường, đêm ở thư trường, làm việc không ngưng nghỉ, cho nên chịu đựng không nổi mà chết mà thôi. Từ quân sự, từ binh biến, từ văn học, từ ra lệnh cho ông La Sơn Phung Tử dịch các sách này sang chữ Nôm. Ông dạy cho ông La Phú Sơn Phung Tử, rồi ông tôn làm thầy, vì ông La Sơn Phung Tử được người đời coi là một học giả. Tôi có đọc một cái gọi là văn thư cũng được của ông La Sơn Phung Tử, cái thư đấy gửi cho Nguyễn Huệ và xin từ chối không nhận ba mẫu ruộng mà đức vua Nguyễn Huệ ban cho học giả, nói rằng thôi để dùng mua thêm cơm gạo cho lính. Đức vua Nguyễn Huệ viết nôm na: Huệ này áo vải xuất thân, một tấc đất cũng không có, lấy gì mà biếu ngài? Đây vì ngài dịch sách cho dân học, thì Huệ lấy của dân mà tạ ơn ngài. Còn lính của Huệ trăm mẫu ngàn mẫu chưa đủ lúa để nuôi lính của Huệ đâu. Đơn giản vậy nhưng mà xúc tích, thì ông đổi tên nước thành Việt Nam. Những sự kiện trên cho thấy Việt Nam là tên đầu tiên của non nước ta. Qua những thăng trầm lịch sử, qua những đổi thay quốc hiệu, hai tiếng Việt Nam luôn luôn tồn tại trong lời ăn tiếng nói, trong cõi lòng con cháu dòng tiên, gắn bó đến không thể tách rời. Và nếu rời bỏ tức là kẻ phản quốc, chứ đừng nói không yêu nước. Bây giờ chúng tôi xin thích nghĩa cái điều nhiều khi các quý vị cũng đã biết, cũng đã quen thuộc, làm nhàm tai. Nhưng công cuộc, cái công trình của anh em ban đại diện giao cho tôi đã nhận, và anh Nguyễn Nguy Hiền gửi cho tôi, chưa cần biết tôi có vui lòng nhận hay không,
mà anh ghi rằng sinh viên Chu Văn An 59 vui lòng nhận đề tài này. Bạn đã nói vui lòng nhận, tại ra tôi phải vui vẻ nhận. Không có hiền tới lường thì tôi cũng thông. Kinh Dương Vương gửi quốc hiệu là xích quỷ. Nếu hiểu theo nghĩa bây giờ, xích là đỏ, quỷ là con quỷ, nước ta là nước là con quỷ đỏ. Có một học giả trong học kép thì tôi cũng biết thế nào được gọi là học giả, nhưng thường gọi ông ấy là học giả. Ông qua đời rồi, tôi miễn nói tên. Ông con rể một nhà nho, tôi lại là con nuôi của nhà nho đó, cho nên xích mích nhau thì cũng là xích mích trong nhà. Ông nói rằng xích á, còn có nghĩa là quỷ chuồng, cho nên xích tử gọi là con đỏ, là đứa con quỷ chuồng còn đang ấm bế. Xích quỷ là bọn quỷ quỷ chuồng. Thì tôi thấy rằng chữ nho nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Tôi có xin trả lời ông ấy rằng nếu xích là quỷ chuồng thì cái câu mà người ta viết để thờ Đức Thánh Quan Vân Trường, xích diện bình xích tâm kỳ xích tố chỉ cụ thời vô vong xích dế, mặt cưỡi chuồng cưỡi con ngựa cưỡi chuồng, không quên ông vua cưỡi chuồng trong lúc gian nan lao đao. Vô lý, xích có nghĩa là đỏ, nhưng đỏ được biểu tượng rằng Nam Phương Hỏa Đức Thịnh, phương Nam cái đức lửa thịnh vượng, lửa biểu tượng cho lòng nhân ấm áp. Ý muốn nói rằng người phương Nam có lòng nhân ấm áp, đó là xích. Quỷ cũng phải, tên đặt ngày xưa phải lấy nghĩa xưa mà xét trong sách Lễ Ký, một bộ sách có cách đây bao nhiêu ngàn năm chưa ai khẳng định, nhưng biết chắc chắn rằng cách đây khoảng 2.500 năm Đức Khổng Tử đã biên soạn lại bộ sách Lễ Ký, tức là xếp lại cho có ngăn nắp. Vậy thì bộ sách đó là bộ sách rất già nua. Trong đó có nói rõ ràng quỷ là nơi đi về của những linh hồn khi rời thể xác, lại rằng quỷ là nơi vĩnh cửu, ở đó mọi chuyện đều sáng suốt và công minh. Sách Liệt Tử là sách có mặt trong lịch sử loài người thời Chiến Quốc cách đây 2.200 năm, lại nói rằng quỷ là quê hương của các linh hồn sau khi rời khỏi thế. Như vậy xích quỷ có nghĩa là sống ở cuộc đời lấy tình tự yêu thương mà cư xử với nhau, dù đời thoáng qua trăm năm về khỏi vĩnh lại gặp nhau ở nơi công chính sáng suốt đó. Khi đặt tên nước là xích quỷ là nhằm nói rằng chính quyền được thành lập nhằm mục đích đem lòng yêu thương đến cho dân, và trong cuộc tại thế yêu thương nhau để cùng dắt nhau trở về khỏi vĩnh. Đổi tên cha xích quỷ trong cái chiều hướng nhân ái và niềm tin vĩnh cửu đó. Truyền ngôi đến ông thứ hai là Kinh Dương Vương, là Lạc Long Quân, không đặt tên quốc hiệu. Và đến đời Hùng Vương thì đặt tên quốc hiệu là Văn Lan. Tôi xin được nhắc diễn đạt chúng ta khoảng 5 phút nữa. Dạ. Tên Văn Lan gồm chữ Lan là lương thiện hiền lành, bên chữ ấp là vùng đất, tức là vùng đất lương thiện hiền lành của những người lương thiện hiền lành ở với nhau. Cái điểm này làm cho ta khác với Tàu hoàn toàn. Tổ tiên Tàu nhà Thang khi dựng nghiệp có nói rằng các ngươi phải theo ta vì ta thay mặt trời, kẻ nào không trung thành thề theo ta, ta thì giết cả vợ con nó, không tha một đứa. Tổ tiên họ cư xử bằng cái hành xử luật pháp như vậy. Sau đó nhà Thang đổi ra nhà Ân vì rời sang đất Ân.
Và ông vua Bàn Canh nhà Ân nói rằng, nếu kẻ nào không tử tế, không hết lòng trung thành với ta, ta sẽ cắt mũi nó, ta sẽ giết cả nhà nó, ta sẽ không để một cái tên nào không trung thành với ta trong đất của ta. Có lẽ vì tổ tiên họ cư xử tàn nhẫn như vậy, những điều này đều ghi trong bộ sử mà họ gọi là kinh, tức là sách thượng thư, có dịch sang tiếng Việt và bán ở ngoài các tiểu sách này. Có lẽ vì cái lòng ác của họ như vậy và lòng lành của ta như vậy, cho nên khi ông Khổng Tử giảng các học trò, Tử Lộ hỏi về sức mạnh, Khổng Tử nói rằng sức mạnh của người phương Nam ư, sức mạnh của người phương Bắc ư. Sức mạnh của người phương Nam là khoan nhu dạy dỗ, không trả thù kẻ vô đạo. Người quân tử cư xử như vậy, khoan nhu dĩ giáo, bất báo vô đạo, quân tử cư trị. Sức mạnh của người phương Bắc ư, sức mạnh của người phương Bắc là cưỡi ngựa cầm gươm đâm chém đến chết không chán. Người cương bạo cư xử như vậy. Lời nhận định của Đức Khổng Tử về dân Ngài và người nhận định của Ngài về dân Nam đã nói lên cái thái độ sống khác nhau giữa ta và Tàu. Địa bàn gốc của Tàu qua những nghiên cứu là Hoang Hà, địa bàn gốc của ta qua những nghiên cứu là Dương Tưởng. Ta không ra từ Tàu, chẳng qua ta sống với lúa, với gạo, với lòng yêu thương, nên bọn cưỡi ngựa cầm gươm đời nào cũng sang rình mò, nếu có cơ hội là đâm chém cướp bóc. Nếu có trễ cho tôi xin 3 phút. Trong sách Tam Dân Chủ Nghĩa Tinh Bản của Trung Hoa Quốc Phụ Tôn Giật Tiên, tức Tôn Văn, có ghi rằng Việt Nam vốn không phải là một nước, Việt Nam chỉ là một quận huyện của Tàu. Cho nên ta, các vua ta và các đời chúng ta cũng như đời sau luôn luôn phải đề phòng cái làng Tàu Sơn La. Tôi dùng chữ Tàu không gọi là Trung Hoa vì tôi đọc cả bộ Việt Nam quân Việt quân mình gọi đầu có mấy lần Đại Việt Sử Dược Việt Nam, Đại Việt Nam Sử Dược của cụ Trần Trọng Kim, một bộ sách dày, một bộ sách nghiêm túc đứng đắn, không một chữ gọi là Trung Hoa, chữ nào cũng chỉ gọi là Tàu mà thôi. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn diễn giả giáo sư Trần Lam Giang. Giáo sư còn lại là một nhà học giả và cũng là một nghiên cứu gia, cho nên ngày